Razer ngày nay đang mở rộng sang các thành phần PC với việc ra mắt bộ làm mát chất lỏng tất cả trong một AIO, quạt ốp lưng và thậm chí cả bộ nguồn được xếp hạng bạch kim. Như bạn mong đợi, cả ba đều bao gồm ánh sáng RGB, một dấu hiệu đặc trưng của phần cứng Razer. Thậm chí còn có một bộ điều khiển quạt PWM sẽ điều khiển tối đa 8 quạt và tích hợp vào phần mềm Synapse của Razer. Razer Hanbo là bộ làm mát tất cả trong một của công ty với nắp máy bơm RGB có thể thay đổi được. Razer đã hợp tác với Acetec để tạo ra bộ làm mát AIO này và họ cho biết Hanbo được thiết kế cho hiệu suất nhiệt tối đa và hoạt động yên tĩnh. Máy bơm định hướng 360 độ. Vì vậy bạn có thể đặt nó trong bất kỳ cấu hình trường hợp nào. Razer đang cung cấp cả hai kích thước tản nhiệt 240mm và 360mm nhưng công ty vẫn chưa công bố thông tin giá cả. Những AIO này sẽ đến vào một thời điểm nào đó vào tháng 11 và Razer cho biết họ sẽ tiếp tục hợp tác với Acetec trên các bộ làm mát AIO mới trong tương lai. Quạt Kunai mới của Razer cũng được thiết kế để giúp bạn làm mát bàn dựng PC của mình. Các quạt trường hợp này sử dụng vòng bi thủy lực và sẽ có cả kích thước 120mm và 140mm. Razer đã tích hợp một vòng RGB ở phía trước và phía sau, cung cấp 18 đèn LED định địa chỉ trên quạt 120mm và 22 đèn LED định địa chỉ trên phiên bản 140mm. Bạn sẽ có thể điều khiển quạt Kunai bằng phần mềm Synapse của Razer cung cấp tốc độ lên đến 2.200 vòng 1 phút trên 120mm và lên đến 1.600 vòng 1 phút trên phiên bản 140mm. Razer đặc biệt tự hào về áp suất tĩnh trong những chiếc quạt trường hợp này và cho biết nó cao hơn 70% so với đối thủ. Bạn sẽ có thể sâu chuỗi những chiếc quạt này hoặc điều khiển chúng theo trình tự cùng nhau. Quạt cây RGB sẽ không hoàn chỉnh nếu không có bộ điều khiển quạt. Vì vậy Razer cũng đã tạo ra bộ điều khiển quạt bộ điều biến độ rộng xung PWM. Nó sẽ hỗ trợ tối đa 8 quạt Razer Kunai và tích hợp hoàn toàn vào Synapse để cung cấp các điều khiển đường cong quạt có thể tùy chỉnh. Razer đã đặt một nam châm ở phía sau của bộ điều khiển. Vì vậy khi bạn giấu nó trong quá trình quản lý cáp, nó sẽ cố định vào bất kỳ thép nào ở phía sau của một trường hợp điển hình. Quạt cây Kunai của Razer có giá khởi điểm 44,99 USD và bộ điều khiển quạt PWM có giá 49,99 USD. Cả hai đều có sẵn ngày hôm nay. Thành phần cuối cùng của Razer PC là một loạt các bộ nguồn Katana. Các bộ nguồn ATX được xếp hạng bạch kim này hoàn toàn theo module và bao gồm một quạt RGB APM bằng 0 với khả năng tương thích Razer Chroma đầy đủ. Nhiều loại công suất sẽ có sẵn từ 750W đến 1200W và thậm chí có PSU 1600W được xếp hạng Titanium nếu bạn thực sự muốn hoạt động hết mình. Razer cho biết họ đang sử dụng các tụ điện được xếp hạng 105 độ của Nhật Bản và các linh kiện chất lượng cao cho các bộ nguồn của mình và dự kiến sẽ bắt đầu xuất xưởng vào đầu năm 2022 khi chúng đã được chứng nhận đầy đủ. Razer vẫn chưa công bố giá của các bộ nguồn Katana. Razer đang tham gia vào một thị trường đông đúc với việc mở rộng sang các thành phần PC với những người chơi như Corsair Cooler Master. NZXT và Noctua đều chiến đấu để làm mát các bàn dựng PC tùy chỉnh. Nếu không biết giá đầy đủ thật khó để biết chính xác Razer phù hợp với vị trí nào. Nhưng khả năng tương thích ánh sáng Chroma và RGB của công ty chắc chắn sẽ hấp dẫn đối với một số người. Hãy hy vọng giá cả cũng hấp dẫn. Chia sẻ hữu ích nhé!